Chuyển sang một thông tin khác. Mùa hè là thời điểm mà nhiều gia đình đi du lịch tắm biển và đây cũng là lúc mà số lượng bệnh nhân gặp phải tình trạng sứa đốt tăng cao. Thống kê tại Bệnh viện Da liễu Trung ương thời gian gần đây thì hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân đến khám với các tổn thương do sứa gây ra. Có trường hợp nặng thì phải nhập viện điều trị. Tại khoa điều trị bệnh viện về da, phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ đang điều trị cho một bé trai 10 tuổi, nhập viện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương sâu ở phần ngực và cánh tay trái. Gia đình trẻ cho biết khoảng 2 tuần trước thì bệnh nhi có nổi bọng nước ở tay nên gia đình đã tự đi mua thuốc về bôi cho con xong không đỡ. Tình trạng ngứa mỗi lúc một dữ dội hơn khiến cho trẻ trà sát, gãi liên tục và dẫn tới tình trạng vỡ bọng nước lở loét. Bệnh nhân có vào bệnh viện tuyến cơ sở điều trị 7 ngày, sau đó mới lên khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Điều đáng nói là bệnh nhân không hề biết mình đã chạm phải sứa khi tắm biển và bị nọc độc của chúng tấn công cho đến khi tình trạng bệnh đã nặng hơn. Bác sĩ cho biết nếu không điều trị kịp thời, các tổn thương của bệnh nhân ngày một nghiêm trọng, dễ bội nhiễm, áp xe hóa, nguy cơ thành sẹo xấu, thậm chí có thể rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn huyết, đe dọa đến tính mạng. Các bác sĩ cũng cảnh báo ngộ độc sứa gây kích ứng da rất mạnh, bởi lẽ các xúc tu của sứa khi tiếp xúc với cơ thể con người thì có tiết ra chất độc và khi dính phải chất độc này thì cơ thể sẽ có cảm giác ngứa nhiều, bỏng rát da tại vị trí tiếp xúc. Do đó mà với các trường hợp nhẹ hơn thì có thể sơ cứu bằng cách loại bỏ các xúc tu còn dính trên cơ thể bằng dụng cụ sạch, rửa sạch vết thương trực tiếp bằng chính nước biển, giấm hoặc là baking soda trong vòng từ 15 đến 30 phút. Tuyệt đối không dùng nước uống, nước ngọt tắm tráng để rửa vết sứa đốt bởi nó có thể làm tăng sự phóng độc và gây rát buốt.